Xin chào các khán giả thân yêu của Bện TV. Quý vị thân mến, Amazon chính là khu rừng rậm nhiệt đới lớn và bí ẩn nhất ở trên thế giới. Đây chính là nơi sinh sống của hàng trăm ngàn những loài động vật và thực vật bí hiểm. Và có cả những bộ lạc bí ẩn luôn kích thích trí tò mò của rất nhiều người ưa khám phá, khiến cho chuyến đi vào trong rừng rậm đầy rẫy những sự nguy hiểm và thách thức. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu về những điều làm cho rừng rậm Amazon trở thành những khu rừng huyền bí nhất của hành tinh này nhé! Tại sao khu rừng Amazon lại bí ẩn như vậy? Số 1, tranh chén đá trong rừng Amazon. Các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng chục nghìn những bức tranh thời kỳ băng hà. Chúng đã được vẽ ở trên vách đá ở Amazon, hé lộ những điều chưa biết về con người và những loài động vật của 12.500 năm trước. Đây được coi là một trong những bộ sưu tập nghệ thuật ở trên đá thời tiền sử lớn nhất thế giới. Nó đã trải dài gần 13 km trên một vách đá ở trong rừng nhiệt đới Amazon ở Colombia. Các nhà khảo cổ học đã xác định được niên đại của nó, một phần là dựa vào những hình vẽ của các loài kỳ băng hà hiện đã bị tuyệt chủng, chẳng hạn như voi răng mấu. Họ hàng tiền sử của loài voi đã không xuất hiện ở Nam Mỹ ít nhất là 12.000 năm. Paraeorama, một trong những loài lạc đà Nam Mỹ đã bị tuyệt chủng, hay những loài lười khổng lồ, ngựa thời kỳ kỳ băng hà. Loạt tranh đá này đã hé lộ những thông tin về nền văn minh đã thất lạc cổ xưa, quy mô của chúng lớn đến mức mà những nhà khoa học sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu. Loạt tranh bao gồm có cá, rùa, thằn lằn, chim, người đang nhảy múa và nắm tay, cùng rất nhiều những khung ảnh khác. Có một nhân vật đeo mặt nạ trông giống chim với mỏ nhọn, các hình vẽ rất là đa dạng về kích thước, có rất nhiều những dấu tay và nhiều hình khác với kích thước tương đương, bao gồm có cả họa tiết về hình học, động vật hay là con người. Số 2, các lớp rừng nhiệt đới. Rừng rậm nhiệt đới Amazon chính là khu vực đa dạng sinh học nhất của trái đất. Nơi đây có hàng nghìn những loài cây, hầu hết thì chúng cao từ 24 cho đến 30 mét, phát triển mạng lưới các nhánh khổng lồ tạo nên lớp tán cây. Một vài những cây thậm chí còn cao hơn và thò lên trên tán cây, tạo thành lớp nổi lên, giúp cho những con vật nhỏ và những loài động vật như là chim, rơi và bướm sẽ di chuyển từ cây này sang cây khác khi mà gió lộng một cách dễ dàng. Bên dưới những tán cây chính thì tầng dưới tối và tĩnh lặng hơn, cây mọc ở dưới đó thường sẽ có những bông hoa rất kỳ lạ và rất thơm để thu hút thụ phấn mà không cần nhiều ánh sáng. Tầng nền của rừng rậm thậm chí còn tối hơn nữa và có rất ít những loài thực vật mọc ở đó. Số 3, thằn lằn Jesu. Đây chính là loài thằn lằn phổ biến ở Trung và Nam Mỹ, nhất là ở khu rừng rậm Amazon rộng lớn. Chúng sinh sống ở những gốc cây để có thể hâm nóng lại nhiệt độ cơ thể. Khi mà giật mình bởi vì kẻ thù, những con thằn lằn này thường sẽ nhảy xuống suối hoặc là những dòng sông để có thể tẩu thoát. Chúng sẽ chạy rất nhanh, có thể sẽ đạt tới tốc độ là 15-16 dặm một giờ. Nếu như chúng có kích thước lớn như con người thì vận tốc sẽ là khoảng 800 dặm một giờ. Vì nhanh nhẹn như thế nên chúng có thể sẽ chạy ở trên mặt nước như là bay. Số 4, sông ngầm Rio Hamza. Nếu như sông Amazon là một trong những con sông dài nhất và có lưu lượng dòng chảy lớn nhất trên thế giới, chiếm tới 20% tổng lượng nước đổ về các đại dương ở trên trái đất, đã gây ra cho chúng được sự ngạc nhiên về độ lớn của nó, thì phát hiện vĩ đại của nhóm những nhà khoa học của Brazil về dòng sông ngầm bên dưới Amazon này còn gây sốc hơn rất nhiều. Họ đã đặt tên cho con sông ngầm này chính là Hamza. Con sông này gần như là song song và cùng chiều với lại dòng sông Amazon ở phía trên, nhưng tốc độ dòng chảy của Hamza chậm hơn rất nhiều so với lại Amazon. Cụ thể là Hamza chỉ chảy khoảng 3.000 mét khối ở trên giây, trong khi Amazon là 130.000 mét khối trên giây. Điều kỳ lạ nhất ở đây chính là mặc dù có tốc độ chạy chậm hơn Amazon, nhưng Hamza lại có lưu lượng lớn hơn rất nhiều so với lại dòng sông Amazon. Theo như ước tính thì Hamza có lưu lượng gấp 40 lần so với lại dòng sông Thames của Anh. Theo các nhà khoa học, nếu như Hamza là con sông ngầm thực thụ thì với chiều dài khoảng 6.000 km, rộng khoảng 200 cho tới 400 km, Hamza sẽ là dòng sông ngầm dài nhất thế giới.
Các bạn thân mến, nếu như nói về rừng Amazon thì có lẽ còn không biết bao nhiêu năm nữa và bao nhiêu giấy mực nữa thì những sự thật huyền bí về khu rừng này mới được khám phá một cách sạch sẽ và khó cắt nhất. Vậy nên đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì trong video này nhé! Thứ 5. Geoglyphs chính là hình vẽ khổng lồ trên mặt đất được tìm thấy ở khu vực rừng rậm Amazon. Mặc dù ở những nơi ở Amazon mà tán cây rậm rạp đến nỗi mà không có ánh sáng chiếu xuống mặt đất, có những nơi khác lại cho phép con người có thể sẽ canh tác, chăn nuôi trang trại và thậm chí tham gia ở những hoạt động làm thay đổi cảnh quan. Bãi đất trống này đã tiết lộ được những bằng chứng về việc người xưa đã sử dụng đất như thế nào. Các công trình hình học khổng lồ ở trên đất 2.000 năm tuổi được hình thành những hình vuông và những hình tròn trải dài đến tận một khối thành phố. Một số rãnh rộng từ 12 đến 13 feet, những ước tính mới về dân số của Amazon trong thời kỳ tiền thuộc địa dao động trong khoảng từ 6 cho đến 10 triệu người, nhiều hơn so với lại hiện nay. Những người này có rất nhiều cách khéo léo để có thể làm cho những khu rừng trở nên năng suất hơn mà vẫn không làm hỏng những chức năng của nó cho các thế hệ tương lai. Số 6. Những bộ lạc thổ dân bị cô lập. Rừng nhiệt đới Amazon hiện chính là nơi cư ngụ của khoảng 1 triệu người dân bản địa, có khoảng 400 bộ lạc nơi đây, gần như là hầu hết đã tiếp xúc với lại người ngoài ở trong làng hàng trăm năm. Họ đã săn bắn, câu cá, trồng trọt, được tiếp cận với lại giáo dục và y học phương Tây. Tuy nhiên, thì một số lượng nhỏ người dân bộ lạc khác vẫn đã bị cô lập. Mặc dù họ thường được gọi là những người không giữ liên lạc, hầu hết thì những bộ lạc đã bị cô lập thực sự biết về người ngoài và chọn cách giữ khoảng cách. Điều đó được lý giải bởi vì những mối quan hệ xung quanh họ đều mang tính chất là tàn phá rất cao. Từ những người đã khai thác gỗ, thợ mỏ đến những người chủ trang trại đã bắt người dân bản địa làm nô lệ hoặc là giết chết họ. Bên cạnh đó thì còn có những dịch bệnh người ngoài mang đến mà những người dân bản địa chẳng hề nào miễn dịch được. Vào tháng 7 năm 2018, chính quyền Brazil đã cố chụp ảnh một người dân bản địa được miêu tả là người đàn ông bản địa sống trong hang. Anh chính là người sống sót cuối cùng trong bộ lạc của mình. Những người còn lại đã bị giết chết hết bởi vì những người nông dân vào năm 1995. Đến cuối cùng thì anh ta vẫn từ chối tiếp xúc với lại người ngoài, mặc cho những nỗ lực cung cấp hạt giống và công cụ làm nông cho anh. Số 7. Xin khẽ nghe, lưới tơ kết dính. Thế giới hoang dã kỳ lạ ở Amazon không chỉ bao gồm những con vật khổng lồ. Trong thập kỷ qua, thì các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra những gì đã được xây dựng các cấu trúc lụa nhỏ ở Tambo, Pata, Peru. Mỗi cấu trúc có một vòng vũ trụ nối với nhau bằng những sợi ngang tạo thành một hàng rào, ở giữa chính là hình nón. Sau khi mà thu thập và quan sát rất nhiều những mẫu vật, thì những nhà nghiên cứu cuối cùng cũng đã bắt đầu thấy những con nhện đã nở ra khỏi cấu trúc ở giữa. Kết quả cho thấy rằng những con nhện đã chui ra thật là mỹ mãn, nhưng các nhà khoa học cũng không biết liệu có phải những con nhện đã xây dựng nên cấu trúc này hay là không. Trên thực tế, không có con nhện nào được phát hiện chỉ đẻ một quả trứng trong túi trứng cả. Hầu hết thì những con nhện đã giữ một bó trứng ở trên mạng riêng để có thể bảo vệ cho đến khi mà chúng nở. Số 8. Cá mập bò. Cá mập bò thường sống ở những khu vực nước ngọt và được tìm thấy ở những vùng nước sâu thuộc nhánh sông Amazon như là Iquito ở Peru, cách cửa biển khoảng 4.000 km. Đây chính là loài cá có thể sẽ cảm nhận được sự thay đổi độ mặn của nước xung quanh và có thể sẽ thích nghi tùy thuộc vào môi trường, hoặc là loại cá có chiều dài vào khoảng 3,3 mét, nặng 312 kg. Giống như những loài cá mập khác thì chúng có vô số những răng nhọn hình tam giác và bộ hàm rất khỏe với lực cắn lên tới 589 kg. Cá mập bò được đánh giá là một trong những loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới. Số 9. Bóng tối ở rừng Amazon. Ở những nơi rừng rậm rạp nhất của Amazon, tán rừng rất dày và che khuất 99% ánh sáng mặt trời, khiến cho mặt đất đen tối và trở thành nơi sinh sống của các loài động vật độc đáo. Đồng thời, với hiện tượng này thì Amazon và các khu rừng nhiệt đới khác giúp sẽ điều hòa nhiệt độ của trái đất. Hãy dành một chút thời gian cho bức ảnh đại diện ngày hôm nay, khi mà những ngưu ma vương hàng phách này đang đe dọa mọi người, là mình lại liên tưởng đến người giám hộ rừng xanh Enchulachaqui của rừng rậm Amazon. Trong truyền thuyết,
Enchulachaqui là một trong những người nông dân lùn, hình dạng giống với loại tiểu yêu, nhỏ bé và khá tinh nghịch. Số 10. Vùng trũng Bordeaux. Các nhà khoa học cũng vừa phát hiện ra mối liên hệ lạ thường giữa sa mạc lớn nhất thế giới Sahara và khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới Amazon nhờ vào vùng trũng của Bordeaux. Theo đó, thì gió thổi qua Đại Tây Dương đem bụi đất từ vùng trũng Bordeaux, một trong những sa mạc của Cộng hòa Chad, tới Amazon, khiến cho khu rừng trở nên màu mỡ. Và nếu như không có sa mạc này, Amazon sẽ không tồn tại. Vừa rồi chính là những điều kỳ bí đã tạo nên rừng rậm Amazon. Các bạn thấy sao về những bí mật này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt!